Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên, ngày 29 tháng 7 năm 2021. Tôi là tên tội đồ, bao năm qua sống luôn thờ ơ, bên lòng Chúa mà tôi tôn thờ. Sâu lòng xót thương, dang dòng tay đón ai đi lầm đường. Chúa sâu lòng xót thương, dẫn đưa ta về con đường yêu thương. Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên, ngày 29 tháng 7 năm 2021. Thương chị em, mỗi ngày thứ năm chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và cầu nguyện cho ơn gọi. Xin cho có nhiều bạn trẻ đáp lại lời mời gọi, dấn thân trong đời dâng hiến để phục vụ Chúa và giáo hội cũng như tha nhân. Ngày thứ năm xin anh em chị em cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục đang ở trong những khu vực giãn cách, ở trong những quốc gia, những vùng miền mà nhà thờ phải tạm đóng cửa, mọi sinh hoạt tôn giáo phải ngừng lại vì virus corona. Anh chăm tưởng tượng những linh mục ấy bây giờ đang sống như thế nào. Người lãnh đạo mà không có ai để lãnh đạo, giống như chúng tôi vẫn gọi là tướng không quân, không phải ông tướng không quân hay là biệt động quân hay là nhảy dù, nhưng mà là một ông tướng mà không có quân. Người chủ chăn một mình dâng lễ, một mình sống trong nhà xứ, khác hẳn mọi chương trình từ trước đến giờ, mọi hoạt động tạm ngưng hết. Một mình lủi thủi dâng lễ, lủi thủi nấu nướng, lủi thủi ăn uống, rồi giải trí, rồi đọc kinh cầu nguyện. Cứ một mình với mình. Nếu có đời sống nội tâm sâu, thì có thể chống trả được lúc cô đơn này. Và ma quỷ đang lợi dụng cái hoàn cảnh cô đơn, cô độc, cô lưu, cô quạnh này để cám dỗ về trí tưởng tượng, cám dỗ về cảm xúc, về tình cảm. Con người bản năng trỗi dậy với những ham muốn, những đòi hỏi xác thịt, đòi hỏi tự nhiên. Và ma quỷ sẽ lợi dụng cơ hội này để cám dỗ các linh mục. Vì đã có những linh mục muốn chuyển hướng vì không chịu nổi. Có những linh mục đã trầm cảm, stress, căng thẳng. Xin anh em thương cầu nguyện cho chúng tôi, những con người mỏng giòn yếu đuối, ơn thánh của Chúa chứa đựng trong bình sành dễ bẻ, dễ vỡ. Quen hoạt động, quen sinh hoạt, bây giờ tất cả đều ngưng. Và không biết đến bao giờ, không biết đến bao giờ. Và trái tim thổn thức vì đàn chiên của mình không biết họ sống chết ra sao, không đi thăm viếng được, không đến nhà được. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất liên hệ với nhau, liên kết với nhau bằng phương tiện truyền thông, đó là chiếc điện thoại. Nếu một cha sở tổ chức cho tất cả giáo dân vào trong group mà cùng cầu nguyện 3 giờ chiều lần chuỗi chung lòng thương xót, 7 giờ tối lần chuỗi chung chuỗi mình côi, cái đó nó nuôi dưỡng đời sống không những là con chiên mà của chính chủ chiên nữa, tuyệt vời vô cùng. Chỉ có cách đó mới chống trả được sự cô đơn buồn chán. Mời anh xem lắng nghe lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 17 thường niên,
Bài đọc 150 sách Xuất Hành chương 40 câu 16 đến câu 21, câu 34 đến câu 38. Bài trích sách Xuất Hành. Hồi ấy ông Môi-se làm mọi sự đúng y như Đức Chúa đã truyền cho ông. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm thứ 2, nhà tạm được dựng lên. Ông Môi-se cho dựng nhà tạm. Ông cho đặt đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột. Ông cho căng lều trên nhà tạm, lấy bạt che phía trên lều như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Ông lấy bia giao ước đặt vào hòm bia, sỏ đòn vào hòm bia, đặt nắp xá tội lên trên đó. Ông rước hòm bia vào trong nhà tạm và treo bức chướng để che khuất hòm bia giao ước như Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se. Đám mây che phủ lều hội ngộ và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ông Môi-se không thể vào lều hội ngộ vì đám mây đậu trên đó và vinh quang Đức Chúa đầy tràn nhà tạm. Ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi nhà tạm, thì con cái Israel nhổ trại. Nếu mây không bay lên, thì họ không nhổ trại cho đến ngày mây lại bay lên. Quả vậy, đám mây của Đức Chúa đậu trên nhà tạm ban ngày, còn ban đêm thì có lửa trong mây, trước mắt toàn thể con cái Israel ở mỗi chặng đường họ đi. Đó là lời Chúa. Mình xem lặp lại câu đáp. Lạy Chúa tế càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ai. Mánh hồn này khát khao mòn môi, mong tươi được khuân viên đền vàng. Cả tâm thân con cùng là tất dạ, những hướng lên Chúa trời hằng sông mà hơn hờ reo mừng. Lạy Chúa tế càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ. Ngay chim sẽ còn tìm được mai âm, canh nhạn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa. Phúc thay người ở trong thanh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, càng tiên lên họ càng mạnh bước. Một ngày tại khuân viên thanh điện quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa xin mở lòng chúng con để chúng con lắng nghe lời của con Chúa. Alleluia. Mình xem mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 13 câu 47 đến câu 53. Matthew 13 47 đến 53. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng tôi được một người trong nhóm ở nước ngoài gửi cho câu chuyện thời Covid sau đây. Mời anh chị em cùng lắng nghe. Thư giãn nha. Thằng bé chừng 15 tuổi chở bánh mì, tông thẳng vào đuôi xe của vợ chồng chạy SH. Đèn sau chiếc SH bể nát, sọt bánh mì văng ra đường, bánh mì đổ lăn lóc.
Tông phía sau xe là thằng bé sai rồi. Nhưng nhìn cái cách mà hai vợ chồng đi xe SH túm cổ thằng bé bắt đèn, tự nhiên tôi nhìn thấy vậy ngứa con mắt bên phải, trợn con mắt bên trái. Thay cái đèn sau chính hãng cũng hơn một chai chứ đâu có ít, khoảng 1 triệu. Nếu bắt đèn là thằng nhỏ tiêu rồi. Tôi chờ tới, nháy mắt với thằng bé rồi nói nhỏ với nó. Này, bây giờ chú nói gì con cũng chỉ gật đầu và ho thôi, nghe chưa? Chỉ gật đầu và ho thôi, không nói gì hết. Thằng bé dương đôi mắt sợ sệt nhìn tôi rồi gật đầu và ho. Tôi giả bộ nhìn nhìn rồi la lớn. Ê, phải máy đó không? Tuấn, phải máy đó không? Nó gật đầu và hò lấy hò để. Vợ chồng SH quay sang tôi. Ủa, anh biết nó à? Tôi gật đầu rồi la tiếp. Trời ơi, Tuấn, mày trốn cách ly 5 ngày rồi phải không? Bên y tế xuống nhà kiếm mày mấy bữa nay đó. Họ nói mày bị dương tính gì đó. Bà má mày khóc đỏ con mắt kìa. Thằng bé lại gật đầu lia lịa và hò rũ rượi. Thôi, mày tới gỡ khẩu trang ra mà xin lỗi cô chú đây đi. Nó đứng dậy hò sặc sụa. Rồi lừ lừ đi tới. Cô vợ lật đật leo lên xe SH rồi hối chồng. Chạy đi anh, chạy lẹ lên. Nó ho, nó bị cách ly, nó dương tính, chạy lẹ, có chết. Anh chàng vừa lẩm bẩm rồ máy xe vừa chạy. Ồ, xui mà hên, xui mà hên, vẫn còn hên. Rồi rú ga vọt lẹ. Khi hai vợ chồng đó đi rồi, tôi nhặt hộ mấy ổ bánh mì giúp cho chú bé. Nó nói, cảm ơn chú, họ làm ghê quá, con tính năn nỉ đền họ 600 ngàn. Chứ 1 triệu thì con không có, vì con chỉ còn có bấy nhiêu đó thôi. Tôi nhìn nó, chưa kịp nói gì thì nó đã nói tiếp. Công nhận chú hay ghê. Sao chú biết con trốn cách ly để đi bán bánh mì phụ gia đình? Mà con tên là Thuấn, chứ không phải tên là Tuấn. Chưa nghe hết câu, tôi bật dậy như cái lò xo, phóng lên xe, vọt lẹ còn nhanh hơn là vợ chồng SH khi nãy. Hèn gì lúc nãy nó hò y như thật. Chết tôi rồi, nó dương tính rồi, chạy mau. Trong những lúc cách ly, những lúc ở nhà, đọc những câu chuyện như vậy cho nó thư giãn. Cười xong, tôi ngẫm nghĩ lại, thấy có cái gì đó không bình thường đâu. Có cái gì đó hài mà không hài. Có cái gì đó Chúa muốn nói với tôi. Giống như Chúa nói là kinh sư nào đó được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Cả cái mới lẫn cái cũ biết lấy ra trong kho tàng. Vì tất cả đều có dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Tất cả đều có cái gì đó Chúa muốn nhắc nhở, muốn nói với tôi qua những câu chuyện vui, qua những bài hát, qua những bài thơ, qua những hình ảnh, phim, truyện, vân vân. Cái mới, cái cũ, biết lấy ra, lấy lòng thương xót từ trong đó ra. Hai vợ chồng bị xe tông, có cái phản ứng như thế ta thấy không hay rồi. Không thấy lòng thương xót ở đâu cả.
đúng không? Và thằng bé tội nghiệp chứ, bị té lăn quay ra. Và tôi đến để giúp nó, giải gỡ cho nó một sáng kiến tuyệt vời mà chỉ có thể sử dụng được ở trong thời Covid này mà thôi. Đấy là những biểu hiện của người nhiễm virus corona. Khi có cái biểu hiện đó thì ai cũng tránh mình, ai cũng né mình, ai cũng sợ. Không phải họ sợ gì mình, nhưng mà họ sợ nhiễm virus từ nơi mình thôi. Mình có một vũ khí tuyệt vời để đe dọa người khác, đó là virus corona. Cũng giống như câu chuyện mà một cô ở trong nhà, trong phòng một mình, ban đêm anh hàng xóm thấy cả nhà đi vắng có mình cô ấy, không biết rằng cô ấy bị cách ly, cho nên là ban đêm nổi lòng ham muốn trèo qua cửa sổ đến để tính cưỡng hiếp cô ấy. Cô ấy một mình, chân yếu tay mềm, làm gì mà chống lại được. Người hàng xóm này ôm lấy cô ấy và tính cưỡng hiếp. Cô ấy vội la lên: "Tôi bị cách ly vì nhiễm virus corona F0. Anh ấy giật bánh lên như là điện 5000V, phóng qua cửa sổ biến mất. Trước đó cô ấy đã năn nỉ lạy lục là tha cho cô ấy, anh chàng nhất định không tha. Rồi cô ấy nói thế nào cũng không chịu, nhưng chỉ cần nói tôi F0 virus corona, anh chàng có đòi hỏi ham muốn mấy đi nữa cũng bỏ chạy, bán sống bán chết, leo qua cửa sổ, nhảy vọt qua như tên bắn. Thì thưa anh chị em, trong lúc này người ta sợ virus corona đến mức độ đó, cặp vợ chồng cái anh chàng mà bày mưu cho thằng bé, phải kể là hai người diễn rất hay, rất sâu. Chú nói gì cháu cứ gật đầu và ho thôi, không nói gì cả. Trốn chạy, trốn cách ly ra bán bánh mì, đúng thế không? Gật và ho. Đến khi mà vợ chồng kia chạy mất rồi, nghĩ rằng thôi, xui mà vẫn còn may, bị bẻ cái kiếng sau nhưng mà không bị nhiễm là được rồi. Rồi đến khi mà tôi hỏi lại thằng bé, thằng bé thấy tôi giúp xong nói: "Sao chú hay thế, sao chú biết con trốn cách ly, chú biết con bị nhiễm, con trốn cách ly để bán bánh mì phụ gia đình, chứ bây giờ cách ly như thế này lấy gì mà sống, ở trong mãi ngõ hẻm sâu tít tắp, ai biết mà đến thăm nuôi, ai đến mà tiếp tế, ai đến mà cứu trợ. Những xe hàng lớn thì nó ở bên ngoài đường lớn, làm gì vô trong được ngõ hẻm. Sao chú biết con tên là Tuấn mà không phải, con tên Thuấn chứ không phải Tuấn." Tôi nghe vậy chạy còn nhanh hơn cặp vợ chồng kia nữa, chết chạy nhảy. Thưa anh chị em, đấy, trong thời buổi này con người ta không biết đâu là cá tốt, đâu là cá xấu, âm tính dương tính sống lẫn lộn với nhau. Và những người mà có virus corona thì bị cách ly, sống cô đơn, cô độc vô cùng. Chỉ có những người nào mà dám dấn thân đến chia sẻ với họ món ăn vật chất lương thực, và nhất là món ăn tinh thần nữa, để cho họ không cảm thấy cô đơn, để có thể hát được là tôi không còn cô đơn, buồn khô éo trên dòng đời, tôi không còn cô đơn, mặc cho năm tháng buông trôi. Họ có thể hát được như vậy vì họ có lòng thương xót của Chúa đến với họ. Trong lúc mà có những người tốt như thế, những người dấn thân âm thầm lặng lẽ đến với họ như vậy, thì cũng có những người xấu lợi dụng nước đục thả câu, đầu tư hàng hóa, lương thực rồi nâng giá lên cao, xếp hàng ở siêu thị mua hết,
rồi đem về đến khu cách ly bán giá cắt cổ. Có những người mua thuốc giỏm làm thuốc giả, chích ngừa bán cho người ta. Rồi còn biết bao nhiêu những trò, những manh lưới khác để rút tiền của người nghèo. Tiền viện trợ không đến tay, hoặc đến tay thì nó cũng rơi rớt dọc đường gần hết rồi. Những con cá xấu sống chung với những con cá tốt. Mà nước trời, Chúa Giêsu nói như chuyện chiếc lưới quăng xuống biển gom được đủ mọi thứ. Lòng thương xót Chúa gom tất cả, gom hết tất cả, không loại trừ một ai. Lúa tốt cũng như cỏ lùng, cá tốt cũng như cá xấu, gom hết. Cho nên tấm lòng thương xót của Chúa nó lớn lắm, nó lớn lắm. Tấm lòng của con người thì nó nhỏ hẹp vô cùng. Ấy vậy mà người ta lại bảo là sông sâu còn có thể dò, là mau lĩnh nào ai lấy thước mà đo lòng người. Thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa, giáo hội, nước trời muốn ôm ấp hết tất cả, không loại trừ một ai. Còn chúng ta, mình luôn luôn là có loại trừ đấy. Cá tốt thì chơi, cá xấu quăng. Ra chợ mua hàng cũng thế, đúng không ạ? Cái nào tốt thì mua chứ. Có khi cái tốt thật đấy, nhưng mà mình cầm đi mình chê, ỉ chê ôi, để cho nó mất giá đi, rồi người mua phải hạ giá xuống. Đó là cái mánh. Hồi đó, đó tôi đi chợ thấy mấy người trả giá, rõ ràng hàng người ta tốt, nhưng mà cầm chê lấy, chê ý chê ôi, để hạ giá xuống. Rồi khi người ta hạ giá rồi, không mình mua không những một mà mua 10, vì có lời. Mình luôn luôn là lựa chọn cái tốt, cái hay, cái đẹp cho phần mình. Có em nghe chuyện mấy trăm tu sĩ lên đường dấn thân phục vụ các bệnh nhân nhiễm virus corona F0 trong các bệnh viện chuyên trị COVID-19. Nói cái bài hát ai cũng chọn phần nhẹ nhàng, gian khổ để cho ai. Mình luôn luôn mình lựa chọn cái tốt, cái nhẹ nhàng, cái thoải mái. Còn cái gian khổ thì để cho ai nhỉ? Trong lúc cách ly không có người giúp việc, ai cũng ngồi chơi thì ai rửa chén, ai nấu cơm, ai quét nhà. Mình luôn luôn lựa cái tốt cho mình, lợi cho mình. Còn Thiên Chúa không, bỏ 99 con trên ấy đi tìm con chiên lạc. Cá tốt, cá xấu, lưới chụp hết. Chỉ chờ đến khi mà đầy rồi, người ta kéo lên bãi rồi mới nhặt cá tốt cho vào giỏ, cá xấu thì vứt ra ngoài. Còn anh chị em mình thì làm sớm quá, lựa từng ngày, chọn từng ngày. Cái nào tốt tôi chơi, nào xấu tôi bỏ, cái nào có lợi cho tôi. Ấy nhưng mà cái này hay, cái này. Ấy thế nhưng mà có những cái xấu thì ta lại cứ vơ vào, nói xấu, nghĩ xấu và làm xấu. Đã nghe ba cái đó thì phải loại ra ngoài chứ. Mà tại sao lại giữ chặt lấy, lúc nào cũng nghĩ xấu, nói xấu và làm những điều xấu? Tại sao cái xấu đó mình lại ôm lấy? Rồi khi người ta nghe nói xấu, mình cũng lắng nghe. Nghe rồi thì giữ trong lòng. Một là tức, khó chịu, mất ăn, mất ngủ. Rồi có khi nó ung thư không chừng. Hai là lại đem cái xấu đó mà đi nói tiếp, gieo rắc cái xấu, gieo rắc tin tức tối, tin thất thiệt, tin buồn. Mà không trở thành người gieo tin mừng, không trở thành người loan báo lòng thương xót.
Đấy, có cái điều nghịch lý là như vậy. Ăn thì muốn ăn trái ngon, nhưng mà nói thì lại nói xấu. Nghe thì muốn nghe người ta nịnh hót mình, những lời ngọt nó lọt đến xương, lời nó nhẹ nhàng, nó êm ái, nghe nó khoái tai. Nghe những điều mà thật, đúng, thẳng, nhưng mà nó chói tai thì lại không chịu, không muốn nghe. Vậy thì cái nào là tốt, cái nào là xấu? Cái người ta khéo nói, cái người ta nói vừa lòng mình, cái người ta nói lấy lòng mình, hay là cái người ta nói thật, nói thẳng mà mất lòng mình, cái nào tốt, cái nào xấu? Cho nên tốt xấu nhiều khi nó lẫn lộn. Có những cái bên ngoài rất là tốt, nhưng mà bên trong thay lại thu hoạch rồi, tiêu rồi. Hôm ăn cơm đưa lên một đĩa táo nhìn rất là ngon, nói cô bếp mới mua, này Covid mà người ta đưa được đến đây quý, mua được hay, cô giỏi, ai cũng khen. Lúc bổ ra chai nào cho ra bên trong nó hư hết, bên ngoài rất là ngon. Thì cái nào là cá tốt, cái nào là cá xấu? Có bên ngoài nhìn tưởng là cá tốt nhưng mà bên trong đó là xấu. Rồi tôi cũng thấy thường có những người gửi ship đến một bịch lớn nhãn chung chung. Nhìn bên ngoài ai cũng cười, ai cũng chê. Vì nó là những trái nó vừa nhỏ, nó vừa xấu, nhìn nó không hấp dẫn một tí nào. Nhìn nó như là vứt đi. Tôi nói đừng có vứt đi uổng. Mở ra ăn thử đã. Thưa anh chị em và các bạn, lúc mà mở ra, cái vỏ nó xấu bao nhiêu thì bên trong nó ngon, nó ngọt bấy nhiêu. Wow, anh em bảo trời ơi, tí nữa mình vứt đi thì uổng. Tí nữa thì mình hiểu lầm người ta. Ai cũng trời ơi cho cái này. Tôi nói cái này người ta mới dám cho, ta không bán đâu. Vì bán ai mua, ai biết giá trị nó mà mua. Mà cái này người ta phải thương thân người ta mới dám cho. Vì nếu không thì bảo là coi thường cái đồ ma chê quỷ hờn rồi mới cho. Giống như tôi đi ăn cơm mấy người rất thật tình, còn mấy món chưa kịp ăn, chưa ăn hết. Cha ăn hết đi cha, chứ nhà con không có chó đâu, gà heo cũng không có, cha cố gắng ăn hết đi, để lại vứt đi không chó heo. Thế thì không phải, nhưng mà người ta phải quý lắm người ta mới cho những trái chùm chùm. Tôi thấy tấm lòng, cho tới bây giờ vẫn chưa biết người nào, chỉ biết là gửi cha Long lòng thư xót thôi. Thương lắm, nhìn bên ngoài rất xấu những trái chùm chùm, ăn ngọt đẹp. Vậy thì chưa hẳn cái bên ngoài là cá xấu mà bên trong lại là cá tốt thì sao? Cho nên phải có tâm lòng như Chúa Giêsu, tâm lòng trách, lòng thương, tâm lòng thương xót. Càng con người tội lỗi, càng con người xấu xa, càng con người hèn kém bao nhiêu thì càng thương bấy nhiêu. Tìm kiếm cứu chữa những gì đã hư mất, lục lọi quét gầm giường tìm cho được đồng xu nó rớt vào trong kẽ giường. Mặc dù chui vào đó bụi bặm mộ hóng rồi thì mà nghiện răng đầy, vẫn quét tìm cho bằng được. Thế thì nếu mình có là con người mà phải lựa chọn thì xin hãy có tấm lòng xót thương để gom góp, chờ nó đầy, lưới nó đầy. Chờ đến ngày của Chúa, ngày mà lòng thương xót đã chấm dứt, giờ của sự công thẳng, giờ mà cá xấu thì bị loại ra, ném vào nơi khóc lóc nghiến răng, còn cá tốt thì cho vào giò được hưởng hạnh phúc vinh quang ấy. Thưa anh chị em và các bạn, đây đang là giai đoạn thử thách. Cuộc sống mà chúng ta đang sống đây là con đường mình phải đi, là cây cầu mình phải vượt. Trên con đường ấy,
trên cây cầu ấy, cá tốt cá xấu lẫn lộn, phải có ánh mắt khôn ngoan của Thánh Thần để biết cái nào tốt, cái nào xấu. Để thu nhận cả cái tốt, cái xấu thì phải có tấm lòng của Chúa thương xót mới tiếp nhận được. Và hãy nhớ rằng là lưới trời lồng lộng, cứ kiên tâm, kiên nhẫn đợi chờ. Cứ như Phaolô nói, cứ vững tin mà làm việc tốt, cứ kiên trì mà làm những điều tốt, dù có thể bị hiểu lầm, có thể bị nghi ngờ, nhưng hãy biết chắc rằng cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu bị quăng vào nơi khóc lóc nghiến răng. Những người ganh ghét ta, những người ganh tị ta, những người cố ý ngăn cản công cuộc lòng Chúa thương xót, những người ném đá dấu tay, thọc gậy bánh xe, những con cá sấu ấy Chúa vẫn đang chờ, vẫn kiên nhẫn cho họ có thời cơ, có cơ may để quay về với lòng thương xót Chúa, để không phải ném vào nơi khóc lóc nghiến răng. Anh chị em chuẩn bị tâm hồn đón Chúa qua kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con khinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chờ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tôi là tên tội đồ, khi vinh quang sống ham giàu sang, không dòm ngó người lúc cơ hàn. Tôi là tên tội đồ, bao thăng trầm trong cuộc sống, xin từ hối Chúa thương đời con. Chúa sâu lòng xót thương, dang dòng tay đón ai đi lầm đường. Chúa sâu lòng xót thương, dẫn đưa ta về con đường yêu thương. Chúa sâu lòng xót thương, luôn dù thương những ai đi lạc đường. Chúa sâu lòng xót thương, đang đưa ta về suối nguồn yêu.